một số các cái lỗi sai khi mà mình bô thép sàn. Thì cái mà mình hay gặp nhất đó là cái bô thép sàn á, là cái thép lớp dưới và thép lớp trên mình bô dính vào với nhau. Các bạn nhìn thấy không? Đây, cái của lớp dưới mình cũng bô dính vào cái dầm này, mà cái lớp trên mình cũng bô dính vào cái dầm này. Thì khi mình bô thì cái lớp dưới này mình không được bô dính vào dầm này các bạn. Thì mình phải gõ nó ra để cho cái lớp dưới này nó nằm sát xuống dưới. Thì cái lớp bảo vệ của cái lớp dưới nó chỉ 1,5 phân thôi. Và cái lớp trên này mình sẽ kê bằng cái cục kê 6 phân này này. Bởi vì cái lớp dưới và lớp trên nó phải tách nhau ra. Mỗi lớp nó sẽ làm việc khác nhau. Ở ngay cái vị trí gối thì nó sẽ làm việc ở cái lớp sắt sàn trên. Và ở cái lớp dưới nó sẽ làm việc ở giữa sàn á, thì nó sẽ là làm việc ở cái lớp dưới. Nên là mình cần phải tách hai cái lớp này nó riêng ra. Thì mình kê nó có cái độ hở này. Lớp dưới lớp trên nó sẽ hở nhau ra thì nó mới đúng được.